Hi, chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với thế giới tiền sử Aroka nữa nhé. Không biết tôi sẽ hóa thân thành sinh vật gì nữa đây? Hả? Có vẻ như tôi là một viên thiên thạch thì phải. Không, không. Hình như bên trong viên thiên thạch có thứ gì đó. Là một kẹo bông gòn à? Không phải, chính xác hơn là một đám mây ngũ sắc. Ôi trời đất ơi, sao tôi lại là cái thứ kỳ lạ như thế này? Rốt cuộc tôi đến từ đâu? Và bây giờ tôi cần phải làm gì? Sao tôi không có tay chân bình thường giống như bao nhiêu sinh vật khác? Như vậy thì làm sao tôi có thể tranh giành thức ăn và tranh giành gái đẹp được? Khó, chết mẹ mày rồi con. Khoan, tất cả chúng ta hãy đưa mắt về phía trước. Hình như có cái thứ gì đó phát sáng trên một tảng đá. Chắc chắn thứ đó sẽ liên quan tới tôi. Tới đó và lấy nó thôi nào. Hả? Chính xác hơn, thứ đó là một khúc cây các bạn à. Trông nó có vẻ thật lạ lùng. Không biết tôi lấy nó vào nó có tác dụng gì đối với tôi không nữa, hay nó chỉ là một cái tâm sĩ răng, hoặc cùng lắm là một cái cây gãi lưng, gãi mông, gãi nách thôi. Tôi cũng cố gắng nhanh chóng vươn mình lên trên cao để tóm lấy khúc cây này. Mà thật không ngờ có chuyện gì đó đã xảy ra với tôi. Hết viên đá thiên thạch biến thành đám mây ngũ sắc, rồi bây giờ từ đám mây ngũ sắc biến thành một con khỉ đột. Với cái tư duy vô cùng thông minh 1+1=3 của tôi cũng khó có thể giải thích được. Thôi, chuyện gì khó quá thì chúng ta bỏ qua, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ tìm được câu trả lời trong chuyến hành trình ở phía trước. Sau đó thì tôi lại tiếp tục lên đường. Lúc này trên tay tôi vẫn cầm khư cái cây gậy phát sáng lúc nãy tôi vừa nhặt được đó các bạn. Tôi cũng không biết nó là thứ gì nữa, nhưng mỗi lần tôi ném nó ra thì nó tạo ra rất nhiều phân thân. Trông á, ai cứu tôi, cứu tôi với. Chết tiệt, hình như có hai con thú dữ đang tấn công một sinh vật vô tội nào đó. Nhưng trong sinh vật vô tội đó, sao giống khỉ cái thế nhỉ? Không được, mình phải nhanh chóng giải cứu sinh vật vô tội đó khỏi hai con thú dữ này. Chết tiệt, mình phải sử dụng khúc cây trên tay của mình để ném vào đầu của bọn chúng. Chết đi, lũ thú dữ đáng ghét. Chúng mày định ăn thịt khỉ cái của tao à? Tao phải cứu bằng được cô ấy, rồi tao sẽ làm cho cô ấy có bầu. Ủa, không phải là khỉ cái, mà là một loài nào đó. Trời đất ơi, sao loài này giống khỉ nhưng mà không có cọng lông nào hết vậy? Hả? Một con khỉ biết cầm gậy à? Đó là gậy như ý. Người biết cái thứ ta cầm trên tay à? Đây là gậy như ý hay sao? Nhưng mà rốt cuộc nó là như thế nào? Làng của ta, hãy đến làng của ta. Phía trước. Này, sinh vật không có lông nách, ngươi đừng chết. Nói rõ cho ta biết đi. Nhưng khoan, hồi nãy nó nói làng của nó thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều đồng loại như nó. Bọn chúng chắc chắn sẽ biết về cái thứ mình cầm trên tay, gậy như ý là như thế nào. Tới đó thôi. Chạy được một hồi thì tôi đã tới được một khu vực xuất hiện những cái hình hộp, còn có những cái lỗ có thể chui vào bên trong nữa chứ. Thật là lạ mắt. Khoa, hình như đồng loại của cái tên không có lông nách hồi nãy, bọn chúng kia, nhưng sao bọn chúng nằm sải lại chết hết rồi? Diệt một kiếp thật. Diệt hết lũ con người ở đây. Chúng ta phải tìm được cái cây gậy như ý đó, phải lấy nó về cho đại vương. Cái lũ quái quỷ gì nữa đây? Sao bọn chúng kinh tởm và đông quá vậy? Một con khỉ à? Con xé xác nó luôn đi. Tôi thấy mẹ rồi, đánh không lại bọn chúng. Chúng mày hãy đợi tao một chút, để tao chơi võ bảy trò với chúng mày. Bỏ chạy thôi. Đuổi theo nó, đừng để nó chạy thoát. Nấp trong này. Ồ, lại thêm một cái gậy nữa. Không lẽ cái gậy này chính là cái gậy như ý mà bọn lũ quỷ hồi nãy đã nhắc tới hay sao? Mình lấy nó thử. Wow, một điều quái lạ lại xảy ra nữa các bạn à. Khi tôi nhặt thêm một cái cây gậy thứ hai, cây gậy này cũng được gọi là cây gậy như ý, thì người tôi đã thay đổi và biến thành một con khỉ vô cùng xì tinh dâu. Nhưng lần này tôi mạnh mẽ hơn. Sau đó tôi cầm gậy như ý và quơ một vòng, khiến cho lũ quỷ cũng tàn sát. Trải qua những diễn biến hồi nãy giờ, tôi mới chợt nhớ lại mỗi lần tôi đụng tay và nhặt một cái gậy như ý nào đó thì người tôi sẽ biến đổi. Không lẽ tôi tới thế giới này là vì những cái cây gậy này hay sao? Và không biết có bao nhiêu cái gậy như ý trong thế giới này.
Được rồi, vậy thì chúng ta hãy nhanh chóng đi tìm thứ để coi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Giết kẻ lạ mặt, giết kẻ xâm phạm lãnh thổ của chúng ta. Đâm đầu chạy một hồi thì tôi lại lạc vào một thế giới nào đó. Hình như chính xác hơn, thế giới này là của một con quỷ khổng lồ. Nhưng sao cái loài quỷ này nó hung dữ quá, hung dữ giống như mấy con chó cái mới đẻ con vậy. What the hell? Gặp ai là cũng cắn, gặp ai là cũng xé. Không được, tôi phải chừng chạy tiêu diệt bọn chúng. Nếu không bọn chúng cắn tứ lung tung thì sẽ truyền bệnh dịch chó dại khắp cả khu rừng này mất. Mẹ kiếp, tên khốn kiếp nào dám giết thuộc hạ của ta, vào cả căn cứ của ta để làm loạn thế này. Ta sẽ nuốt chửng ngươi, tiêu hóa ngươi. Hả? Không! Thật, mình thật sơ sức, bị hắn nuốt vào bụng rồi. Trời đất ơi, sao bên trong này nóng quá vậy, thúi quá à. Kiểu này phải nhanh chóng thoát ra ngoài, rồi đi siêu thị mua mấy trăm chai xà bông về tắm thì mới hết thúi nổi. Ủa, đằng kia có thứ gì vậy? Lại là một cây gậy, chính xác hơn là một cây gậy như ý thứ ba thì phải. Hay lắm, tới đó phải nhặt nó thôi nào. Tưởng rằng sẽ là thức ăn của thứ ác quỷ khổng lồ, nhưng thật không ngờ khi nó nuốt tôi vào bụng, tôi lại nhìn thấy thêm một cái gậy như ý thứ ba nữa. Và khi chạm tay vào cái gậy này, người tôi lại thay đổi một lần nữa. Và lần này trông tôi oi quệ quá à. Nhưng trước tiên phải thoát ra ngoài cái đã, chứ trong này y chang như cái toilet chưa dội 3 ngày vậy. Thôi quá, thôi không chịu được. Cuối cùng cũng thoát ra ngoài, thật là thoải mái quá đi. Đúng như những gì tôi đã tính toán, mỗi lần tôi chạm vào một cái gậy như ý khác thì người tôi sẽ được nâng cấp và trở nên hoàn mỹ hơn. Trời đất ơi, bây giờ tôi phải hết sức cẩn thận, nếu không mấy con khỉ cái ở xung quanh này nhìn thấy tôi, bọn chúng sẽ bắt tôi về làm chồng mất. À khoan, nếu tôi cứ tiếp tục đi thu thập những cây gậy như ý như thế này thì biết bao giờ mới xong chứ. Hay là tôi tìm đến cây gậy như ý mạnh nhất để lấy nó và xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi cũng chạy khắp nơi, khắp khu rừng này và hỏi tất cả mọi sinh vật về cây thực bản mạnh nhất. Và tất cả bọn chúng đều chỉ tôi chạy về một hướng. Nhưng càng đi về hướng đó, tôi cảm thấy vô cùng nóng bức. Lúc đầu tôi tưởng rằng ở nơi đây xuất hiện một số con ác quỷ lửa gây nóng tại nơi này, nên tôi đã dùng cái thước bản hiện tại để tiêu diệt bọn chúng. Nhưng khi bọn chúng bị tiêu diệt thì mọi thứ vẫn nóng như bình thường. Con khỉ chết tiệt, tại sao lại giết bọn ta? Bọn ta không phải là nguyên nhân gây ra nóng ở khu vực này, mà chính là cái trụ kinh thiên ở đằng kia. Cái gì chứ? Trụ kinh thiên à? Không phải là cái gãy như ý hay sao? Nhưng mình phải tới đó để xem kỹ hơn mới được. Tôi cũng nhanh chóng từng bước tiến gần tới cây trụ to lớn đó. Và lúc này bên dưới chân của cây trụ, vô số con khỉ cũng cầm thiết bản. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Khốn kiếp, có kẻ lạ mặt dám xâm nhập lãnh địa Hoa Hỏa Sơn à? Người định ăn cắp thiết bản gãy như ý của Tề Thiên Đại Thánh hay sao? Hả? Kẻ nào đang nói chuyện đó? Cái gì? Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không à? Là ta đây, ta là Tề Thiên đây. Chết tiệt, người không phải. Tề Thiên Đại Thánh đã trở thành Phật và tu ở chính tầng trời rồi, còn ngươi chỉ là kẻ giả mạo mà thôi. Cái gì chứ? Ta không phải là Tôn Ngộ Không, vậy rốt cuộc ta là ai? Kẻ như ý chắc chắn sẽ cho ta câu trả lời. Đằng kia lại. Cái gì? Ngươi có thể nhắc nổi gãy như ý của Tôn Ngộ Không hay sao? Không lẽ là ngươi? Ta đã cầm được cái gậy như ý của Tôn Ngộ Không rồi. Và ta đã đạt được cái hình dạng đặc biệt này. Chắc chắn ta là Tôn Ngộ Không, chúa tể của các ngươi. Cầm mồm, ngươi không phải là ngài ấy. Ngươi không phải là Tề Thiên Đại Thánh. Cái gì chứ? Ta không phải là Tề Thiên Đại Thánh, mày rốt cuộc ta là ai? Ngươi biết phải không? Nói cho ta nghe. Ngươi là Thông Tí Diên Hầu. Ngươi cũng nở ra từ tảng đá giống như Tôn Ngộ Không. Ngươi tàn độc, ngươi thuộc một thế giới tà ma,
luôn luôn ganh tị ghen ghét với tôi bộ không? Nhưng người mãi mãi sẽ không bao giờ bằng ngày ấy. Không phải, không phải. Người nói dối, người nói dối ta. Ta không phải là Thư Không Kiến đâu. Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không, ta phải lên trời để hỏi hắn về chuyện này.